cái nhóm tên này mình sẽ xóa đi nha. Đó, ok, ma game shop game. Rồi ok, ở đây mình ấn xóa nha mọi người. Sau khi mọi người ấn xóa thì tự động hệ thống nó sẽ xóa cho mọi người nha. Cái tool này nó sẽ tự động chạy và nó sẽ xóa cho mọi người. Đó, sau khi mà nó mất một cái dòng group nào thì cái dòng group đấy mọi người đã được rời khỏi nhóm rồi nha. Nó rất là chi tiết và rất là nhanh cho mọi người để mọi người có thể dễ dàng sử dụng. Hai, xin tất cả mọi người quay kênh YouTube của mình nha. Thì ở như tiêu đề mình đã ghi đây thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái tool, một cái phần mềm online xài trên tiện ích dành cho Google phát triển nha. Thì ở cái tool này mình như cái tiêu đề mình đã nêu trên thì mình sẽ ở cái tool này mình sẽ giúp cho mọi người cắt, mọi người có thể click rời tất cả các nhóm của mọi người. Khi mọi người dùng click Facebook ảo hoặc click Facebook phụ của mọi người mà mọi người đi BR nhóm nhiều quá, thì nếu mọi người muốn thoát ra từng nhóm thì nhiều lúc Facebook vô khoảng 200 nhóm, 300 nhóm, thì nếu bây giờ mà muốn thoát ra thì khá là lâu và mất thời gian nha. Thì cái tool này nó sẽ giúp cho mọi người cắt rời tất cả các nhóm chỉ bằng một click, trong vòng một nốt nhạc thôi nha mọi người. Thì ok, về video mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chi tiết nhất từ cách tải đến cách làm cho mọi người có thể làm theo nha. Thì ở cái phần ở cái link tải tool đây mình sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người để mọi người dễ dàng copy vào về lên Google mọi người tải về nha. Thì ở trong cái phần driver mình có để sẵn rồi cho mọi người nha, driver của chính chủ mình luôn nha mọi người. Rồi ok, mọi người copy vào và mọi người lên Google, mọi người chỉ cần dán vào thôi nha. Thì sau khi mọi người dán vào lập tức nó sẽ ra cho mọi người một cái giao diện như thế này. Thì ở cái phần ở trong cái tool này thì mọi người không quan trọng nha. Thì tất cả những ở trong cái phần này là cái phần mà sẽ giúp cái tool của mình có thể chạy được. Thì mọi người nên ngó bên phải đây và mọi người chỉ cần ấn tải xuống thôi là tất cả những cái phần này nó sẽ lưu về một cái file nha mọi người. Thì đây, thì ở đây mình đã tải sẵn rồi nha mọi người. Ok, thì cái phần tool đây thì tí mình sẽ chỉ cho mọi người cắt, gọi là đưa lên tiện ích để mình xài nha. Thì nó cũng giống như vài video trước, mình có thể gọi là chia sẻ tool cho mọi người bằng cái tool phần mềm offline từ ngoài vào thôi nha. Thì mình sẽ đưa lên online và mình sẽ chạy trên phần mềm Google tiện ích nha. Rồi ok, ở đây mọi người không có chia sẻ hay bất cứ một vấn đề nào cả, mọi người để nguyên như vậy cho mình nha. Và mọi người lên Google, mọi người rê qua bên phải vào phần tiện ích và mọi người mở giúp mình là quản lý tiện ích nha. Sau khi vào phần quản lý tiện ích xong thì mọi người lên chú ý một điều, ngó lên bên phải đây nó có một cái dòng chế độ dành cho nhà phát triển, thì mọi người cần phải bật nó lên nha. Mọi người cần phải bật cái chế độ dành cho nhà phát triển này lên thì mình mới đưa cái tiện ích mình đã tải về được nha. Thì cái phần mà mình vừa tải về xong đây thì như các bạn, thì cái phần các bạn vừa tải về xong đây thì ở đây thì các bạn chỉ cần kéo chuột trái hất vào trong là cái tool của mình đã được cài đặt xong nha mọi người. Thì nó khá là đơn giản, mọi người không cần phải cài đặt gì nhiều, mọi người chỉ cần tải về và kéo vô xong là mọi người có thể cài đặt xong cái tool này rồi nha. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn đến cho mọi người cách mọi người có thể dùng cái tool này. Thì mình lưu ý mọi người thì cái đường link này mình sẽ để dưới mô tả cho mọi người nha. Thì mọi người chỉ cần xem video mà mọi người ấn hiển thị mô tả là mọi người có thể thấy được cái đường link này dưới cái phần mô tả của video của mình nha. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng tool nha. Rồi khi ở giao diện Facebook thông thường đây thì mọi người re lên thì cái phần tool mọi người vừa cài xong thì mọi người cũng có thể là ghim nó ra ngoài tiện ích. Thì ở phần này nó có một phần ghim ở ba chấm bên cạnh đây là mọi người có thể xóa. Đó, mọi người có thể ghim ra tiện ích rồi mọi người mở lên nha. Sau khi mọi người click vào cái tool này thì lập tức nó sẽ hiện cho mọi người một cái giao diện khác. Cái giao diện khác của mọi người là cái giao diện này bao gồm tất cả các nhóm mà mọi người đã từng tham gia. Thì ở đây mình sẽ có bao nhiêu, tất cả có bao nhiêu nhóm nha. Đây, tổng cộng cái list này đang tham gia. Đây đây ok, mình sẽ xem trực tiếp cho mọi người đây. Những cái nhóm đang tham gia nha. Nhóm bạn đã tham gia. Đó, có tổng cộng bằng vài nhóm. Thì bây giờ mình muốn rời hết tất cả các nhóm này thì làm cũng khá đơn giản thôi nha. Mọi người chỉ cần click vào cái ô ô vuông trên cùng của cái phần name này nha. Là cái phần này có tác dụng của nó là chọn tất cả. Mọi người click vô, mọi người chọn tất cả. Nếu mọi người muốn xóa tất cả 17 nhóm này thì ở cái Facebook này mình làm demo thì mình chỉ có 17 nhóm thôi nha. Thì thường thường nếu dùng tool này thì mọi người sẽ xóa vài trăm nhóm là bình thường. Mình chỉ có 17 nhóm thôi. Nếu các bạn muốn xóa 17 nhóm này thì ở trên đây nó có một cái giao diện thùng rác với 10, cái số 17 group đây là bạn có đồng ý xóa 17 nhóm này không. Thì nếu các bạn muốn xóa thì các bạn chỉ cần click vào đây là được nha. Thì ở đây mình làm demo, mình chỉ xóa thử vài nhóm thôi nha mọi người. Mình sẽ để lại mấy cái nhóm. Ok, mình sẽ xóa những cái nhóm không liên quan. Ok nha, thì ở đây mình đã click vào tổng cộng là 8 nhóm mình cần xóa. Đây đây ok, tổng cộng là 8 nhóm mình cần xóa. Thì ở đây mình sẽ làm demo mình xóa cho mọi người nha. Rồi xong mình sẽ quay bên Facebook mình kiểm tra mấy cái nhóm tên này mình sẽ xóa đi nha. Đó ok, ma game shop game. Rồi ok, ở đây mình ấn xóa nha mọi người.
Sau khi mọi người ấn xóa thì tự động hệ thống nó sẽ xóa cho mọi người nha. Cái tool này nó sẽ tự động chạy mà nó sẽ xóa cho mọi người. Đó, sau khi mà nó mất một cái dòng group nào thì cái dòng group đấy mọi người đã được rời khỏi nhóm rồi nha. Nó rất là chi tiết và rất là nhanh cho mọi người để mọi người có thể dễ dàng sử dụng. Thì khi các bạn sử dụng Facebook là mọi người sử dụng Facebook chuyên nghiệp thì các bạn nên lưu tất cả những cái dòng tool, dòng code về để các bạn có thể sử dụng được một cách nhanh nhất. Đó, nó sẽ giúp cho mọi người rút ngắn thời gian, sẽ giúp cho mọi người hữu ích trong công việc. Khi các bạn dùng nhiều tool và dùng nhiều core gia thì các bạn có thể kết hợp vào trong một cái mục đích quảng cáo hay là một cái mục đích nào đó trên cái giao diện Facebook nha. Rồi ok, sau khi cái tool nó sẽ xong thì lập tức nó sẽ dừng lại và nó không thông báo gì cho mọi người cả, tại vì khi nó sẽ xong thì mấy cái dòng group của mọi người này sẽ tự động biến mất. Đó thì mình quay lại mình kiểm tra nha, những cái group mà mình vừa xóa này đấy thì lập tức nó sẽ ra cái phần mà mình cần phải tham gia, mình đã xóa thành công rồi nè. Đó thì bây giờ mình loát lại cho mọi người nha. Đó ok, thì mấy cái group không cần thiết mình đã xóa thành công rồi, mình chỉ để lại những cái dòng group bình thường mà mình chưa xóa thôi nha. Đó thì mọi người thấy không, khá là hiệu quả và uy tín. Thì đặc biệt cái tool này mọi người dùng không có bị chết bot hay là bị vi phạm gì nha, nó khá là an toàn. Nó chỉ là một cái tool giúp cho mọi người có thể rời tất cả các nhóm mà mọi người đang tham gia bằng một click chuột thôi nha mọi người. Thì ok, video hôm nay của mình chỉ thế thôi. Thì mọi người thấy hay thì hãy like và subscribe cho mình nha, để mình có nhiều động lực ra nhiều video hơn. Thì tiếp đến mình sẽ ra nhiều video hơn để cho mọi người tham khảo nha. Ok, bye mọi người nha. Bye.